Truyện kiếm hiệp đặc sắc Công Phu Búc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Thiền Cung, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Tại sao con người của nàng lại biến đổi lạ lùng như thế? Hay là nàng đã bị bẫy của Tây Dương Mẫu rồi chăng? Thấy Quy Bằng im lặng trầm ngâm, Thượng Quan Hồng gặng hỏi. Ai làm sao không nói, có phải phiền về việc ta không giải quyết đạo cho không? Từ mức gọi là các hạ, đến mức nói bằng một cách trống không của Thượng Quan Hồng, làm cho Quy Bằng nhiều suy nghĩ. Chàng vội nói một câu dọ dẫm. Ta đang nghĩ không biết mấy tháng nay cô nương đi đâu. Ta ở tại một nơi mà mọi người mong tìm tới và ta cũng may mắn gặp được chuyện quá hay. Cô nương không có về Đại Bi Am sao? Thượng Quan Hồng mỉm cười, nụ cười của nàng bôi mất vẻ ngây thơ dạo nào. Ai lại đi phụ cái xuân xanh để phủ lên đầu mình một vuông khăn thâm chứ? Quy Bằng ngó sâu vào mắt của nàng. Cô nương là truyền nhân của Đại Bi Am chủ, không xuống tóc làm ni cô thì còn có thể được. Nhưng thoát ly Đại Bi Am là một việc không nên. Thượng Quan Hồng như cố tránh những chuyện cũ, nàng ngắt lời của chàng và nói. Thôi khỏi phải bàn về chuyện đó, chúng ta còn phải đi một khoảng đường dài. Cúi xuống xốc lấy Quy Bằng, Thượng Quan Hồng nói tiếp. Xin thứ cho nha, vì có chuyện bất tiện nên chưa thể giải quyết được. Quy Bằng đã tự giải từ lâu rồi, nhưng chàng cứ thản nhiên nói. Có người mang đi như thế này thì đỡ nhọc sức chứ có sao đâu. Nhưng này, tại sao cô nương không gọi ta là sư thúc nữa? Thượng Quan Hồng cười hăng hắc. Thật là khờ khạo. Làm sư điệt sư thúc thì khoảng cách giữa chúng ta cứ như đào mãi một cái khe sâu. Câu nói tách bạch của nàng làm cho Quy Bằng không lạnh mà run. Chàng cố gượng cười như không biết. Giao với sư thúc sư điệt là do sư phụ của cô nương quyết định chứ đâu phải muốn bỏ là bỏ ngay như thế được. Ai là sư phụ của ta? Quy Bằng cố giữ vẻ bình thản. Đại Bi Am chủ. Thượng Quan Hồng biểu môi. Bà ấy mà xứng là sư phụ của ta sao? Quy Bằng trố mắt. Quan Hồng, cô nương nói cái gì vậy? Nàng vẫn phất tỉnh nói. Đáng thương vì võ công của bà ấy không xứng là sư phụ của ta. Ta đã có bậc danh sư rồi. Quy Bằng không còn dằn được nữa. Chàng tung mình đứng lên. Thượng Quan Hồng, cô quả thật phản lại sư môn à? Thấy Quy Bằng đột nhiên đứng dậy, Thượng Quan Hồng thoáng hơi kinh ngạc, nhưng nàng lại cười khanh khách. Khá lắm, vậy mà ta cứ tưởng lầm chứ. Quy Bằng giận dữ nói. Đừng có nhiều lời, hãy theo ta trở lại Đại Bi Am. Thượng Quan Hồng khinh khỉnh lạnh lùng. Đừng có ngây thơ như thế. Hãy đi với ta tới Thiềm Cung, Tây Dương Mẫu đang chờ đợi đó. Thật là một chuyện bất ngờ quá sức tưởng tượng. Đang sống chết cố tìm mà không gặp, bây giờ đột nhiên lại ra một kẻ đần độn. Nhưng Quy Bằng vẫn có làm cao nói. Ta và Tây Dương Mẫu vốn không dính líu gì hết thì đến đó làm chi. Cứ đi với ta đi, ta bảo đảm sẽ gặp được nhiều chuyện tốt mà. Thật à? Bây giờ Thượng Quan Hồng mới lộ rõ trở lại sự non nớt của mình. Thật mà, ai gạt làm chi? Quy Bằng làm bộ cả tin. Được, đi thì đi. Thượng Quan Hồng tủa vẻ mừng rỡ. Đi, đi liền ngay bây giờ đi. Hai người song song cất bước. Vì muốn thử võ công của Thượng Quan Hồng nên vừa bắt đầu, Quy Bằng đã thi triển khinh công thật lẹ. Thượng Quan Hồng không chịu kém thế, hai người dung dút như hai vệt khói lam. Thượng Quan Hồng hứng chí cười hăng hắc. Khá lắm, võ công cũng đã tiến dữ dội rồi ha. Và nàng dồn thêm kình lực xuống đôi chân bám sát lấy chàng. Quy Bằng rúng động. Đến Thiềm Cung mới trong vòng mấy tháng mà võ công của nàng đã tiến lên đến một mức độ không thể tưởng. Quả là Tây Dương Mẫu là một nhân vật đáng cho mọi người lo ngại. Bộ trình cứ thế kéo dài hơn dặm nữa, thình lình hai bóng người từ gian rừng thoáng ra chặn ngay trước mặt.
Ngọc Thiền Quyên và một gã râu quai nón bó hàm, tay cầm một chiếc búa thật lớn. Quy Bằng dừng chân lại và Thượng Quan Hồng lướt lên tới trước. Ừ, sao hai người lại cũng đến đây? Ngọc Thiền Quyên liếc xéo Quy Bằng cười nhạt. Cô tưởng hắn thật tâm đến Thiềm Cung một cách hiền lành như thế sao? Thượng Quan Hồng chưa kịp trả lời, gã râu quai nón dục dung bố phạt ngang bên trái. Ầm, rắc rắc. Lưỡi thép vừa nhoáng lên, một thân cây hai người ôm không giáp rần rần đổ xuống, cành lá gãy văng sơ vào một vùng. Ngọc Thiền Quyên nhún chân nhảy tới khi ngọn cây vừa đập xuống với tư thế y như là đón đầu địch thủ. Nhưng bốn phía ngoài những cành lá bắn văng không có một bóng dáng gì lạ cả. Quy Bằng còn đang ngơ ngác trước hành động kỳ dị của Ngọc Thiền Quyên và gã râu quai nón. Chợt nghe giọng như mũi kêu thoang thoảng ở bên tai. Đúng y như dự đoán của ta, chú bé mau thoát về phía nam cánh rừng này, ta sẽ tiếp tay cho. Nghe đúng là giọng truyền âm nhập mật của thằng bí khách. Quy Bằng biết sự việc đã đến lúc nghiêm trọng, chàng không suy nghĩ gì thêm nữa. Vội vã tràn mình qua giả nhờ sửa soạn tấn công, rồi bất thình lình dậm chân lao xéo về phía góc nam của khu rừng rậm. Gã râu quai nón cầm búa lên quát, đứng lại. Cùng một lúc với tiếng quát, gã nhấc thân mình lên cao giúp theo sau. Quy Bằng thi triển khinh công băng mình như gió, thình lình chàng nghe phía sau chưởng lực chạm dội rung chuyển cả cành cây. Lá cây thi nhau đổ xuống rào rào, và cùng một lúc giọng truyền âm nhập mật rót tới tai của chàng thúc giục. Rẽ sang bên trái, ta sẽ đợi các hạ nơi khe núi. Như một cái máy, Quy Bằng ngoặt qua để về hướng chỉ. Thêm chừng nửa dặm, trước hai dãy núi dựng lên, chính giữa có một khoảng hẹp dài mút mắt. Quy Bằng đi vào qua khúc quanh, người mặt nạ đã ngồi chễm chệ trên phiến đá. Thấy chàng vào tới, thần bí khách cất giọng cười rộn ràng. Nếu ta không thay đổi kế hoạch thì có lẽ đã hư mất chuyện rồi. Quy Bằng ngơ ngác nói, lão tiền bối câu chuyện này ra sao vậy? Vấn đề trước mắt rất là dễ hiểu. Trong khi chúng ta đi tìm địa điểm của Thiềm Cung thì đồng thời bọn họ lại theo dõi điều tra lai lịch của ta. Nhưng họ theo dõi để làm gì? Trước đây gần như họ đã biết rõ các hạ, nhưng sau khi các hạ thi xuất Phục Ma Tam Thức, họ bắt đầu ngờ vực và do đó quyết điều tra cho ra điều mới lạ ấy. Quy Bằng dục hỏi, tiền bối có biết Thượng Quan Hồng quyết bắt tôi về Thiềm Cung là có dụng ý gì chăng? Hay cũng vì chuyện Phục Ma Tam Thức? Thần bí khách trả lời một cách thận trọng, tự nhiên là như thế. Song có việc khó hiểu là đến Thiềm Cung chưa được bao lâu mà sao nàng lại được tự do đến như thế? Đâu lại có chuyện dễ như thế, mà cho dù như thế đi chăng nữa, hẳn cũng phải qua một thời gian khảo sát, thử thách, chứ đâu có thể tự do dễ dàng như vậy. Quy Bằng hỏi lại, chuyện Thiềm Cung hình như tiền bối biết rõ lắm có phải không? Thần bí khách gật đầu, trừ việc địa điểm ra, còn thì đại ca về phần Thiềm Cung ta đã tìm biết khá rõ ràng. Người râu quai nón sử dụng cây búa lớn cùng đi với Ngọc Thiền Quyên là ai thế? Tiền bối có biết không? Vị hộ pháp trước điện của Tây Dương Mẫu đó. Ngừng lại một giây, thần bí khách nói tiếp. Ta vốn dự định trong bóng tối để cùng với các ngươi xâm nhập Thiềm Cung. Không ngờ lại bị bọn họ đoán biết, nên dội sai tên râu quai nón đứng đoán đường. Các hạ đừng thấy dáng cách thô kệch lỗ mãn như thế mà đánh giá lầm nha. Hắn là một kẻ khó đối phó lắm đó. Như còn tiếc chuyện Thiềm Cung, Quy Bằng thở dài sườn sượt nói, ai, bỏ mất cơ hội này thật là uổng quá. Thần bí khách lắc đầu, trước đây ta nghĩ rằng có thể ẩn trong bóng tối lo liệu cho các hạ, nên mới để cho các hạ cùng đi theo họ đến Thiềm Cung. Nhưng nay thì họ đã nghi ngờ rồi, nên kế hoạch thứ nhất coi như không làm được. Thấy thần bí khách võ công như thế mà lại có vẻ e dè đối với Thiềm Cung, Quy Bằng biết rõ ràng đối phó với Tây Dương Mẫu rất khó. Chàng im lặng thở dài sườn sượt. Thần bí khách dục cười ha hả. Đừng có nôn nóng, ta đang đi tìm một vật đây. Nếu may mắn mà có thì có lẽ rồi đây chú mày sẽ hơn hẳn ta đó.
Quy Bằng ngạc nhiên hỏi lại, có phải tiền bối tìm một món linh dược gì đó không? Thần bí khách nói bằng một giọng vô cùng bí mật, bây giờ chưa phải lúc nói cho người biết. Quy Bằng lắc đầu, ta không có ý như thế, mà nghĩ rằng võ công của lão tiền bối, nếu cần có môn linh dược gì hỗ trợ thì lại còn sợ gì võ công của Tây Dương Mẫu. Thần bí khách cười ha hả, chú lầm rồi, khả năng thiên phú của mỗi người đều có mức độ. Khả năng thiên phú của ta tới đây thì đã tới tột cùng rồi. Cho dù có gia trợ gì đi chăng nữa thì cũng chỉ phát triển đến mức đó thôi. Nhưng với chú thì khác đó. Ngay bây giờ tuy khó mà sánh với ta được, nhưng sau này nhất định sẽ là vượt bậc. Biết một vấn đề khó mà liệu trước, Quy Bằng hỏi sang chuyện khác. Tiền bối không cho tiểu sinh đến thiềm cung, thế bây giờ chúng ta nên giải quyết ra sao đây? Thần bí khách thoáng vẻ trầm ngâm. Ngay bây giờ khắp chỗ đối với chú đều là nguy hiểm, chỉ bằng chúng ta đến trường Thanh Cốc nhờ bá thảo ông mấy hôm, luôn tiện kiếm mấy hoàng thuốc khử độc rồi sẽ tính sau. Quy Bằng nhướng mắt nói, bá thảo ông ư? Có phải vị tiền bối đầu tóc bạc phơ tay luôn cầm chiếc liềm hái thuốc đó không? Lão ấy đó, chú có quen sao? Dân có gặp qua một bệnh, vậy thì càng hay. Thần bí khách đứng lên nói tiếp, bây giờ chú hãy đi trước một mình, còn ta bận chút việc phải làm, chừng 10 hôm nữa thì ta đến sau. Tiếng nói cuối cùng vừa chấm dứt, thân ảnh người mặt nạ đã giúp đi 10 trượng. Quy Bằng nhắm hướng trường Thanh Cốc mà lao đi. Dọc theo con đường lớn gian rừng, Quy Bằng đi thẳng xuống miền Đông Bắc. Được một khoảng xa, hai bóng người song song đi lại. Một người mặc áo màu tro, trông dáng cách một tăng nhân, và một thiếu nữ trông rất là quen thuộc. Quy Bằng chợt lại nhìn kỹ, đúng là U Minh Chức Nữ. Quy Bằng mừng rỡ reo lên, à, U Minh. U Minh Chức Nữ trừng mắt, ừ, ngươi bảo gì? Ngươi từ cõi U Minh tới à? Thấy sắc diện của nàng, Quy Bằng biết có vấn đề uẩn khúc. Chàng bèn lật đật vòng tay, xin lỗi, tại hạ nhìn làm người quen, xin cô nương thứ lỗi cho. Vị tăng nhân đảo tròng mắt trắng giả, hỏi U Minh Chức Nữ, cái con người sớm sát ấy, cô nương hãy cho hắn một trận nên thân. U Minh Chức Nữ xua tay nói, ồ không cần, cái hạng tầm ruồng ấy có gì mà phải nhọc. Quy Bằng khẽ liếc mắt nhìn nhà sư, thấy ông ta trạc độ khoảng 60, da mặt đỏ bầm bầm, tia mắt cực kỳ hung hãn. Chàng lạ lùng hết sức, không hiểu tại sao U Minh Chức Nữ lại cùng đi với một người không lành như thế này. Tuy nhiên chàng vẫn cố làm ra vẻ điềm đạm như không. U Minh Chức Nữ quát mắt hỏi, vô cớ người lại xúc phạm đến ta, vậy bây giờ muốn phạt hay muốn đánh đây? Quy Bằng mỉm cười, đánh bằng cách nào, và nếu phạt thì phạt làm sao? U Minh Chức Nữ khẽ lừ mắt ra hiệu và nghiêm giọng quát lớn, đánh thì tự nhiên ngươi phải chết, còn phạt thì hãy mang gói hành lý cho ta đây. Biết rõ ý nàng, Quy Bằng vội đáp, dân dân, tại hạ xin tình nguyện mang hành lý vậy. Khôn hồn đó, nay hãy mang đi. U Minh Chức Nữ trao nhẹ gói hành lý cho Quy Bằng và nhận liền trong tay của nàng cuốn giấy nhỏ. Chàng cố ý để cho hai người đi trước rồi lén mở ra xem. Nhà sư này tên là Kim Đà, vốn là tăng nhân của phái Nga Mi, vì phạm dâm giới nên bị trục xuất. Gần đây tình cờ hắn gặp một dịp may, luyện môn võ công cao lắm. Ta vì cần phải điều tra nơi ở của hắn và mọi chuyện bí mật, nên làm bộ thân thiết với hắn, công tử hãy ráng ẩn nhẫn mấy hôm thôi, nhớ nha. Quy Bằng thấy U Minh Chức Nữ chuẩn bị viết sẵn mảnh giấy như thế là đã có ý gặp chàng, và vấn đề này có lẽ rất là cần thiết. Chàng thấy nên theo nàng, vì 10 ngày sau mới gặp lại thần bí khách thì kể cũng không có gì phải trễ nải. Chàng bèn giả như không để ý gì cả, cứ lặng lặng theo sau. Điều làm cho Quy Bằng ngạc nhiên hơn hết là Kim Đà và U Minh Chức Nữ lại cũng theo hướng của trường Thanh Cốc. Chàng câu mài suy nghĩ, không lẽ nhà sư này lại cùng một mục đích với thần bí khách hay sao? Lúc bấy giờ ba người cùng đi vào vùng núi vắng, chung quanh cây cỏ tùm, một chỗ gần như là không có người qua lại. Quy Bằng cứ đi thụt về phía sau dò xét,
U Minh Chức Nữ mỉm cười im lặng. Kim Đà thình lình giục kéo tay U Minh Chức Nữ, đôi mắt như kẻ say rượu nhìn chằm chằm vào nàng. Ta đã quyết định hoàn tục, bây giờ chỉ mong cô nương hứa cho một tiếng. U Minh Chức Nữ nói một cách thản nhiên. Ta thấy rằng đại sư có làm hòa thượng hay không làm hòa thượng thì cũng đâu có quan hệ gì đến việc hợp tác của chúng ta. Kim Đà nghẽo cổ nói với nàng một cách thân thiết. Không không, có quan hệ lắm chứ. U Minh Chức Nữ mặt lạnh như tiền. Đại sư cứ nói thử quan hệ ấy thế nào xem. Kim Đà nuốt nước bọt hai ba lần rồi mới nói được. Ta muốn cưới nàng làm vợ. Như đã đoán trước câu nói đó, U Minh Chức Nữ khẽ liếc Quy Bằng và cười nhạt nói với Kim Đà. Công việc còn chưa bắt đầu, sao đại sư lại đi nói cái chuyện hồ đồ sớm như vậy? Cô nương muốn đợi đến bao giờ? Bao giờ công việc hoàn thành rồi hẳn hay? Kim Đà cười lên sàn sạc. Nói thật với cô nương nghe, địa đồ đã có sẵn ở trong mình của ta đây rồi. Chỉ cần tìm Bá Thảo Ông, lấy viên ngọc tị độc là coi như xong. U Minh Chức Nữ trề môi, ta chưa tin được việc như thế. Kim Đà rút trong tay áo ra một chiếc thẻ tre đưa ra trước mặt của U Minh Chức Nữ. Xem coi vật gì đây. U Minh Chức Nữ chìa tay ra, đâu đưa coi. Kim Đà rút tay lại rùng vai, ý đâu mà dễ quá như thế. Ngay trong lúc đó, từ rừng cây lay động, mấy bóng người thoang thoảng lao ra chặn ngang phía trước. Người dẫn đầu là một lão già mặc áo màu đen, tuổi khoảng 70, tay cầm một cây quạt sắt. Trận đôi mắt trắng giả, Kim Đà quát lên như rống. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Lão già quay quay cây quạt sắt và nói. Ngươi quên mất dấu hiệu này rồi sao? Kim Đà nhìn cây quạt và à lên một tiếng. Tiếp phiến bàn chủ. Thúc xong câu nói vẻ bất ngờ ấy, Kim Đà dục trầm mặt quát liền theo. Hãy tránh ra xa, đừng ghẹo đến kẻ tu hành mà khốn đó. Thiết phiến bàn chủ mỉm cười gằn gằn. Lão phù có ý muốn hợp tác, sao ngươi lại không biết phải trái như vậy hả? Câu nói của thiết phiến bàn chủ vừa dứt, sắc mặt của Kim Đà đã hừng hừng sát khí và thình lình phóng mình lên dung mạnh cánh tay. Một đoạn chưởng phong như cây gió thốc ào ào chụp xuống, tám người cao đệ thiết phiến bàn lướt tới cất tay một lượt. Kinh lực phát nhau chạm lên thành tiếng dội ào ào, bụi cát bắn tung cả một vùng rộng lớn. Tám người môn hạ thiết phiến bang đứng yên như cột đá, nhưng Kim Đà đôi vai lắc lư liên tiếp thối lùi. Thiết phiến bang chủ cười ha hả. Thương lượng với nhau bằng lời nói có phải hay hơn không? Qua một lần va chạm, hung tích của Kim Đà dục nổi lên. Hai cánh tay nhà sư uống trọn một dòng, hai luồng kinh lực dữ dằn rít lên như rồng uống khúc. Tám cao thủ thiết phiến bang cùng một lượt đồng phóng lên. Ồ ồ, âm. Âm hưởng kình phong dội rền vách núi, Kim Đà loạn choạng thối lùi bước thật dài. Bên thiết phiến bang đã có 4-5 người máu rỉ ra ở khóe miệng. Quy Bằng liếc thấy sự hợp công dũng mãnh của các cao thủ thiết phiến bang mà vẫn không hạ được lão hòa thượng, chàng đã bắt đầu chú ý. Riêng Kim Đà thấy hai chiêu vẫn chưa có mồi thủ thắng, ông ta cũng e dè ngừng lại. Thiết phiến bang chủ lắc lại chiếc quạt sắt nhích lên. Nếu tôn giáo bằng lòng hợp tác, bản bang sẽ dốc toàn lực giúp cho sớm được thành công. Kim Đà ngấm ngầm dẫn lực quát lên. Đừng có nuôi ảo tưởng, ta không cần đến ai giúp cả. Thiết phiến bang chủ vẫn điềm nhiên. Tôn giáo muốn buộc ta phải dùng đến biện pháp cuối cùng ư? Kim Đà hất hàm thách đố. Cứ đem hết bản lĩnh ra xem. Thiết phiến bang chủ lướt mình lên đứng giữa đám môn hạ cười không nói. Giữa lúc tình hình căng thẳng, thình lình từ xa giúp tới mấy bóng người. Và tiếp theo là một giọng cười rang rảng. Thật giỏi, đến trước chúng ta một bước. Thiết phiến bang chủ quả thật là thính tài. Quy Bằng ngẩng đầu lên bắt gặp Sa Mạc Âm Yêu, Thiên Âm Sát, Tứ Giác Long và Dạ Xoa Nữ Quái. Thiết phiến bang chủ rùng vai cười mũi. Sa mạc tam hùng ngàn dặm đến Trung Nguyên cũng là vì chuyện này à? Thiên Âm Sát cười khà khà. Đâu có, bọn này đâu có bản lĩnh ấy, chỉ muốn xem câu chuyện vui vui thế thôi.
Kim Đà thấy càng lúc càng đông người, biết chuyện sắp đến sẽ không lợi mấy, bèn im lặng phóng dọc về phía rừng sâu. Đám Thiết Phiến Bang và Sa Mạc Tam Yêu thét lên một tiếng rồi bám riết theo sau. U Minh Chức Nữ kéo tay của Quy Bằng rượt theo, đừng để hắn chạy vụt. Tuy chưa rõ vấn đề, Quy Bằng vẫn chưa tiện hỏi, cứ làm theo ý của U Minh Chức Nữ. Theo được chừng non 300 trượng, Kim Đà đã bị một số người nữa cản đường. Và chỉ trong nháy mắt, đám người rượt theo ùa tới dây chặt Kim Đà vào giữa, như một con cọp lọt ra. Kim Đà nhảy đứng lên một thớt đá cao rồi đôi mắt đỏ rực trừng trừng đảo qua đảo lại. Thiết thấy bây giờ đã tập trung quá nhiều nhân vật võ lâm giang hồ, tình thế bắt đầu hỗn tạp. U Minh Chức Nữ khẽ câu mày nói với Quy Bằng, bức địa đồ trên tay của tên hung tăng đó quan trọng lắm đó, đừng có nương tay gì cả, cố đoạt cho kỳ được. Nhưng nói dùng vào việc gì chứ, bây giờ chưa có nói kỹ ra được đâu, hãy lấy cho bằng được đã, rồi chỗ dùng của nó quan trọng như thế nào ta sẽ nói sao. Không khí chung quanh bây giờ như một sợi dây căng thẳng, các cao thủ có một điều ngầm dẫn lực chờ đợi, nhưng không một ai dám ra tay trước, họ cứ ghìm ghìm chờ đợi thời cơ. Một phần thật cũng khó thủ thắng Kim Đà, một phần nữa họ biết rằng khi đoạt được lẽ tự nhiên sẽ thành mục tiêu chung cho thiên hạ. Họ cứ xoắn lấy chung như là một đám cọp đói rình mồi. Như đã sắp tâm, Kim Đà dục cười lên sằn sạc nói, tình thế này ta cũng không còn tiếc làm chi nữa, đây tấm địa đồ quý báu đó, các ngươi hãy chia nhau mà lấy đi. Dứt tiếng, Kim Đà giãy mạnh tay lên, bức địa đồ bung ra lao chao theo gió. Như thấy miếng mồi ngon, tất cả mọi người có mặt hè lên một tiếng nhảy dựng lên tranh lấy. Kẻ đến trước giới tay chụp lấy, người đến sau dung chưởng đánh theo. Họ cứ lo đối phó với nhau, và bức địa đồ bị sức đẩy của chưởng phong lơ lửng bay lên như diều bọc gió. Từ lúc mọi người đang hồ học tranh phân, Kim Đà phóng mình đi như một mũi tên xé gió. U Minh Chức Nữ kéo tay Quy Bằng rượt theo mau. Vừa lao sát theo U Minh Chức Nữ, Quy Bằng vừa hỏi, hắn đã bỏ địa đồ lại rồi, còn theo làm gì nữa? Hay đó là cái thứ đồ giả, địa đồ thật khắc trên thanh trúc kia kìa. Hai người rượt giúp theo sau, chợt nghe phía trước chưởng phong cúng dậy ồ ồ, đúng là Kim Đà đã bị người ta cản lại. U Minh Chức Nữ bèn kéo Quy Bằng ẩn vào một tàn cây rậm rạp để rình xem. Quả nhiên là Kim Đà đang lồng lộng quần nhau với Tà Môn Tôn Trưởng. Còn Thần Châu Kiếm Khách thì đứng ở bên ngoài lượt trận. Thấy Tà Môn Tôn Trưởng và Kim Đà đang đánh dùi với nhau, Quy Bằng chú ý xem chiêu số, nhưng chàng vẫn không dám đoán cuối cùng sự thắng bại sẽ về ai. Liền lúc đó đám người sao lại rượt tới rầm rập. Trong số người đó còn có cả Thiết Phiến Bang Chủ, Sa Mạc Tam Yêu, Cô Tình Kiếm Dương Khang, Trung Phong Hiệp Dương Tử Cần, Khô Trúc Kiếm Tư Không Diệu, Tam Thủ Thần Kiếm Tưởng Chi Mang, Liệt Diễm Thần Quân và một số tăng nhân của phái Ngũ Đại. Thấy đám người ùa tới, Thần Châu Kiếm Khách ngửa mặt cười sặc sặc. Chuyện hôm nay bất cứ một ai cũng không được chen tay vào, nếu cãi đừng trách sao ta không giữ niềm bằng hữu. Thiết Phiến Bang Chủ lắc lắc cây quạt sắt nhích lên nói, Thần Châu Kiếm Khách, các hạ có đủ bản lãnh để làm chuyện ấy sao? Thần Châu Kiếm Khách gằn giọng, có thể lắm chứ. Thiết Phiến Bang Chủ cười, Trung Nguyên Tam Lão tùy danh dội giang hồ, nhưng đâu thể đặt toàn thể đồng đạo võ lâm vào hàng cựu địch. Thần Châu Kiếm Khách hất hàm, cứ thử xem. Như không kể đến Thần Châu Kiếm Khách, Thiết Phiến Bang Chủ dẫn 8 người môn đệ từ từ tiến sát vào trận đấu. Quân hùng cũng lần lượt xoay quanh mỗi người lựa chiếm lấy địa điểm lợi thế cho mình. Tia mắt dục bừng sáng sát khí. Thần Châu Kiếm Khách rút phân thanh trường kiếm, hầm hầm chuẩn bị. Cũng trong lúc đó, hai bóng người như hai luồng khói xám rút tới đấu trường. Quân hùng hơi đổi sắc khi thấy xuất hiện Âm Phong Song Sát, Đồng Kỳ và Bích Cốc Dương Tôn. Dường như sự thêm có mặt đông người làm xúc giảm tinh thần nhà sư Kim Đà lần lần núng thế. Tà Môn Tôn Trưởng cất giọng cười ằn ặc, người bạn, người có thấy tình hình hoàn toàn bất lợi hay chưa?
Kim Đà trợn đôi mắt trắng giả gầm lên. Kẻ nào muốn đoạt vật của ta thì phải để cái mạng lại. Bình bình. Cùng một lượt với tiếng thét, kinh lực chạm vào nhau. Kim Đà rống lên như sư tử giận mồi, phóng mình lên đánh bồi thêm một chưởng. Tà Môn Tôn Trưởng bộ mặt xanh dần, hai tay phất ngược trở lên liên tiếp hai tiếng dội kinh hồn. Cả hai bên đều loạn choạng thối lùi mấy bước. Đám người có mặt không hẹn mà cùng lừ lừ nhích tới siết chặt vòng dây. Thình lình một bóng đen to lớn như một cuộn khói đâm sầm về phía Kim Đà. Nhà sư chưa kịp nhấc tay lên thì đã bị đối phương một tay khóa lấy tay của mình, một tay khác thò ra chộp vào thanh trúc. Địa đồ đã theo tay của đối phương lao vào rừng rậm với một tràng cười sặc sủa. Thiên Âm Ma Sát gầm lên một tiếng phóng giọt theo. Người vật địa đồ lăn mình quạt mạnh cánh tay trở lại. Thiên Âm Sát bật ngửa người ra, máu từ trong miệng ọc ra xối xả. Thấy đồng bọn Lâm Nguy, Tử Giác Long và Dạ Xoa nữ quái lao mình lên một lượt. Và người vật địa đồ tuy đánh ngã Thiên Âm Sát nhưng cũng phải rơi mình xuống đất. Quy Bằng thấy người đó chính là kẻ có râu quai nón cùng đi với Ngọc Thiền Quyên. Chàng khẽ giật mình. Quân hùng cũng ẩm ực tràn lên, ai cũng sợ mất miếng mồi béo bở. Người có râu quai nón cười khải một tiếng, hai bàn tay phải ngược ra sau. Tử Giác Long và Dị Xoa nữ quái rú lên hai tiếng lăn tròn. Thiết Phiến Bang chủ xua tám người môn hạ, hai mặt ập vào. Muốn chết! Tiếng chết kéo dài nhằn ra với giọng cười như xé của tử thần. Hai cánh tay của người có râu quai nón cuốn trọn hai vòng. Kình lực cuốn lên như hai con trốt lớn. Bực bực! Hai tiếng dội liền theo, nghe rỡn cả tóc gáy. Tám người cao đệ của Thiết Phiến Bang loạn choạng thụt lùi, trên khóe miệng của mỗi người đều rỉ ra hai dòng máu. Thiết Phiến Bang chủ mỉm cười gằn, chiếc quạt sắt hất lên, từng cuộn gió lạnh cuốn tới ùng ùng. Một vùng ánh sáng vụt bốc lên bay vút xiên xiên theo thế Ngô Cương Phật Quế. Đám cao thủ võ lâm y như là bựng lá khô, bị cơn gió tạt, đang rải rác lần ra tứ phía. Thiết Phiến Bang chủ bị kình phong hất mạnh cũng lao đao thối lui. Tà Môn Tôn Trưởng và thần Châu Kiếm Khách, mình vô giữa, đầu lưng với nhau, có râu quai nón lập thế chân dạc, trừng trách thách đố. Ẩn mình quan sát, Quy Bằng khẽ hỏi U Minh Chức Nữ. Ta có nên ra tay không? U Minh Chức Nữ lắc đầu. Có ra tay cũng không chắc gì đoạt được. Lúc bấy giờ ba người trong bọn thần Châu Kiếm Khách đã lui dần vào sát mé rừng. Đám cao thủ võ lâm nhích lên theo, nhưng không một ai dám ngang nhiên sóc tới. Quy Bằng giục đứng lên. Ta vốn không có ý tranh đoạt vật đó, nhưng nay nó đã lọt vào tay của Thiền Cung thì không thể làm ngơ được nữa. U Minh Chức Nữ vừa đưa tay cản lại thì Quy Bằng cũng vừa nghe giọng truyền âm nhập mật rót vào tay của chàng. Thành trúc họ đoạt là đồ giả, không cần phải rượt theo. Quy Bằng dừng chân lại và tiếng của thần bí khách nói liền theo. Nhớ mau tìm đến Bá Thảo Ông, đừng đi đâu nữa cả. Đám cao thủ võ lâm và bọn thần Châu Kiếm Khách mất hẳn vào rừng sâu, nơi trận đấu chỉ còn lại có Kim Đà nằm thoi thóp. Quy Bằng bước đến đặt tay vào mũi của Kim Đà, thấy hơi thở của hắn thật là yếu ớt. Chàng bàn lấy ra một viên quế nhụy kim đan nhét vào miệng nạn nhân và đưa tay vỗ vào các nơi yếu huyệt. Được một lát khá lâu, Kim Đà hồi tỉnh ngồi dậy, ói ra một búng máu bầm và từ từ gượng đứng lên. Quy Bằng đưa tay chặn lại. Nội thương của ngươi nặng lắm, hãy nên ngồi yên để điều hành công lực. Kim Đà nhấn mắt. Ngươi cứu ta sao? Nhận thấy thương thế nặng, ta chỉ biếu một hoàng thuốc cứu tỉnh thế thôi. Kim Đà gặp lại nói. Ngươi muốn chia phần lợi đấy. Quy Bằng cười lớn. Cứu người là một hành động nhân đạo, sao lại có chuyện lợi lộc chen vào trong đây? Và lại thanh trúc địa đồ đã bị người ta đoạt đi mất rồi, ngươi còn nói chuyện chia lời chia vốn làm chi nữa? Vừa nói chàng vừa kéo tay U Minh Chức Nữ bước đi. Kim Đà bước lên cản lại. Cô nương không còn muốn hợp tác nữa sao? U Minh Chức Nữ cười gằn. Mới thoát chết mà nghĩ đến chuyện hồ đồ. Quy Bằng quát mắt nhìn thẳng vào mặt của Kim Đà nói. Ta đã có lòng tốt, không thừa lúc ngươi nguy khốn mà ra tay.
Nếu ngươi không ăn năn hối cải làm lành thì tự rước vào cái chết đấy. Như bị kích động làm tiêu tan hung tính, Kim Đà giật thở dài nói: "Ê, đời của ta chưa thọ ơn một người nào cả. Ta không có muốn mang cái ơn cứu mạng hôm nay. Này, hãy cầm lấy đi." Dứt lời, lão hung tăng rút ở trong thân người ra một thẻ trúc ném về phía Quy Bằng, rồi lập tức băng mình vào rừng sâu mất dạng. Tiếp lấy thẻ trúc, thấy nhiều nơi nứt nẻ khô khốc y như là một vật truyền đời khá lâu. Quy Bằng cau mặt: "Vật này có giá trị gì?" U Minh Chức Nữ mỉm cười: "Đừng có xem thường nó, đã có nhiều người đổi nó bằng sinh mạng đó." Vì gấp rút theo lời căn dặn của thần bí khách, Quy Bằng vội cất cái thẻ trúc vào mình, dục U Minh Chức Nữ: "Hãy mau đi tìm Bá Thảo Ông." Hai người bèn thi triển khinh công về hướng Trường Thanh Cốc. Trường Thanh Cốc vốn là cái tên mà Bá Thảo Ông mới tự đặt sau này, cho nên dân cư trong vùng ấy không ai biết Trường Sinh Cốc ở nơi nào cả. Hai người cứ quanh quẩn hỏi mãi mà cũng không ra manh mối. U Minh Chức Nữ thốt nhẹ Quy Bằng nói: "Không cần hỏi nữa, Trường Thanh Cốc là danh, là dùng thắng cảnh, mình cứ tìm mãi nhất định thì cũng phải tìm ra thôi." Hai người bèn đi vòng quanh mãi một lúc nữa, nhưng cũng không thấy có nơi nào có dấu hiệu gọi là Trường Thanh Cốc. U Minh Chức Nữ bắt đầu chán nản. Quy Bằng chợt đứng lại, nheo mắt trông về phía trước, hình như có người kìa. Theo ngón tay chỉ của Quy Bằng, U Minh Chức Nữ thấy một bóng người phi thân theo triền núi, xa xa nhìn rõ thân pháp nhanh nhẹn phi thường. Quy Bằng kéo tay U Minh Chức Nữ: "Theo xem." Luồn dưới tàn cây rậm rạp, bởi những bận mây chằng chịt, hai người đi tắt qua một lối dốc, đã thấy rõ con người khi nãy. U Minh Chức Nữ thoáng vẻ ngạc nhiên: "À, Thất Tuyệt chân nhân." Quy Bằng cau mặt: "Hắn tới đây làm gì vậy?" Hai người âm thầm bám riết theo sau. Qua một khúc quanh nữa, Thất Tuyệt chân nhân phóng lẹ vào một đường núi hẹp, một lòng cốc sâu thăm thẳm, hai bên là vách đá dựng đứng. Thất Tuyệt chân nhân vừa phóng mình vào đã vội đứng lại giáo giác nhìn bốn phía. Vừa lúc đó, một bóng người nữa từ lưng chừng núi lao xuống nhanh như điện chớp, xẹt ngang qua trước mặt của Thất Tuyệt chân nhân. Hắn hơi giật mình, nhưng Thất Tuyệt chân nhân kịp nhận ra, bật cười ha hả: "Thiết Phiến bàn chủ." Nhân bộ mặt ẩn đầy gian xảo, Thiết Phiến bàn chủ cũng cười hô hố: "Chu huynh đến Trường Thanh Cốc này làm gì vậy?" Thất Tuyệt chân nhân nhướng nhướng đôi mày rậm: "Đến Bá Thảo Ông kiếm ít thuốc đấy mà, còn bàn chủ đi đâu thế?" Thiết Phiến bàn chủ nhếch nụ cười thật đẻo: "Thì cũng chuyện ấy đó, bọn mình biết nhau quá mà." Hai người nhìn nhau cười trơ trẽn và men theo con đường mòn nhỏ đi thẳng vào lòng cốc. Quy Bằng và U Minh Chức Nữ âm thầm bám sát theo. Thình lình từ phía trước, ở trong lùm cây dày đặc, có tiếng la lanh lảnh quát lên: "Khách nhân hãy dừng lại, không có cha ta ở nhà." Tiếp liền theo đó, một người thiếu nữ ra chặn ngang đường, thoáng trông qua dốc dáng thật là xinh đẹp. Giữa rừng sâu, những đường cong tuyệt mỹ của người con gái đang tuổi dậy thì như án mất cả phong cách của thiên nhiên. Nhưng tạo hóa như gan ghét qua rừng, khi sinh nàng ra đã bỏ mất lẽ công bằng, khiến cho lòng người chua xót. Khi nàng quay mặt lại, một gương mặt xấu dị kỳ đến rợn cả người. Thất Tuyệt chân nhân thoáng giật mình. Thiết Phiến ban chủ chờ mình tới nói: "Cô nương là con gái của Bá Thảo Ông?" "Dân, giảng bối tên là Hàn Lệ Mỹ." Một cái tên thật đẹp, được phát ra trong giọng nói thanh tao, như gương mặt của người con gái không may, ai thấy cũng phải lắc đầu tiếc rẻ. Thiết Phiến ban chủ hỏi tiếp: "Chẳng hay lệnh tôn đi hái thuốc ở nơi đâu?" Hàn Lệ Mỹ khẽ lắc đầu: "Tiểu nữ không được biết." Thất Tuyệt chân nhân xen vào: "Chúng ta đường xa tới đây, quyết mong bái kiến lệnh tôn. Tuy người không có ở nhà, nhưng xin cô nương cũng cho viếng quý trang đôi chút." Hàn Lệ Mỹ đuổi khéo: "Không dám, tiểu nữ thật không dám làm nhọc công quý vị." Thiết Phiến ban chủ cười lên thách đố: "Đã đến đây rồi thì phải đi cho tới nơi tới chốn chứ." Vừa nói ông ta vừa bước tới trước. Hàn Lệ Mỹ dục trầm sắc mặt,
tiểu nữ xin được phép miễn cho sự tiếp kiến này. Thất Tuyệt Chân Nhân mím môi quát mắt. Thiết Phiến Bang chủ cất giọng cười gian trá. Thôi đã thế thì chúng ta đi. Thất Tuyệt Chân Nhân giọng nói, nhưng Thiết Phiến Bang chủ đã lấy mắt quay mình kéo tay đi thẳng. Chờ cho Thiết Phiến Bang chủ và Thất Tuyệt Chân Nhân khuất dạng, Hàng Lệ Mỹ dục quay phát về phía ẩn mình của U Minh Chức Nữ và Quy Bằng. Xin mời ra đi chứ, cứ núp mãi như vậy sao? Thấy bị khám phá thình lình, Quy Bằng đỏ mặt từng bước ra khẽ vòng tay nói. Tại hạ tên là Tạ Quy Bằng, với Lệnh Tôn đã từng có biết qua, xin cô nương cho được bái kiến. Nhìn chàng một lúc, Hàng Mỹ Lệ chím chím miệng cười. Có phải công tử đã gặp cha ta trong dịp hái sen xanh đó không? Vâng. Thế thì xin mời theo tiểu nữ. Dứt lời, nàng dẫn đường đi trước. Từ sau trong tới trước, bước đi của nàng thật là uyển chuyển, gót hồng thoăn thoắt điểm qua, không ai có thể không chép miệng tiếc thương cho hồng nhan xấu số. Quanh qua quẹo lại một lúc, khe núi chợt rộng ra và trước mắt là một ngôi nhà thanh nhã. Vẻ lạnh lùng thách đố với bọn Thất Tuyệt Chân Nhân khi nãy như cởi bỏ ngoài cửa cốc. Hàng Lệ Mỹ nhảy tung tăng như một con chim nhỏ reo lên. Cha, có ai hỏi đến cha nè? Có cái gì mà con ôm sờn quá vậy Lệ Mỹ? Cánh cửa dịch mở. Bá Thảo ông súng xích trong chiếc áo rộng dài khoan thai bước ra. Vừa thấy Quy Bằng, ông vỗ tay cười ha hả. khách quý, mời vào, mời vào. Quy Bằng và U Minh Chức Nữ vòng tay thủ lễ, trong khi cô gái họ Hàng cứ nhìn chằm chằm vào vị khách thiếu niên này. Phần ngồi chủ khách xong xuôi, Bá Thảo ông hỏi Quy Bằng. Thiếu hiệp đến bất ngờ, hẳn có chuyện cần đó chứ? Quy Bằng khẽ gật đầu. Vâng, thằng Bí Kiếm Khách bảo ta đến. Bá Thảo ông gật đầu liên tiếp. À, Hàng Lệ Mỹ xen vào. Cha, Thiết Phiến Bang chủ và Thất Tuyệt Chân Nhân vừa mới đến xin gặp cha, đã bị con từ chối. Bá Thảo ông tỏ vẻ đồng ý với việc làm của con. Họ đến đây quyết không có ý tốt gì đâu con à. Sao Hàng huynh lại võ đoán như thế? Tiếng nói lanh lảnh vang lên từ trên mái nhà. Tiếp theo, Thiết Phiến Bang chủ và Thất Tuyệt Chân Nhân phóng mình xuống. Bá Thảo ông biến sắc đứng lên. Thất Tuyệt Chân Nhân cười nhạt. Hàng huynh rõ ràng có ở nhà đây, thế sao lại bảo rằng không có hả? Hàng Mỹ Lệ lạnh lùng. Vì không muốn tiếp chứ có sao đâu. Thiết Phiến Bang chủ dặn lại. Nhưng chúng tôi quyết gặp. Bá Thảo ông điềm đạm. Nhị vị tới đây có việc chi vậy? Liếc nhanh về phía Thất Tuyệt Chân Nhân, Thiết Phiến Bang chủ trả lời. Muốn tạm mượn tôn huynh một vật. Vật chi thế? Viên ngọc tị độc. Bá Thảo ông cười ha hả. Nhị vị đến hơi trễ rồi. Ba hôm trước đây có người mượn rồi. Thất Tuyệt Chân Nhân nhướng mắt. Lại có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên như thế sao? Bá Thảo ông thản nhiên. Tin hay không là do các vị. Thiết Phiến Bang chủ cười gằn. Tự nhiên là phải tin chứ. Hàng Lệ Mỹ bước sát tới bên cha, nhếch môi cười thách thức. Cho mượn hay không là quyền của chủ, không việc gì phải nói quanh co. Biết cả trước mặt của mình không phải là hạng người dễ chọc, Bá Thảo ông nạt ép. Cầm miệng, cái chỗ này đâu phải chỗ của con nói. Thất Tuyệt Chân Nhân cười hung hiểm. Hàng huynh đừng chối quanh nữa, nên trao viên ngọc cho chúng tôi mượn là tốt hơn cả đó. Bá Thảo ông vẫn thản nhiên. Suốt một đời song sáo giang hồ, lão phu chưa từng thấy ai mượn vật của người bằng thái độ như thế đó. Thất Tuyệt Chân Nhân mím miệng khinh thường. Chưa thấy thì bữa nay thấy cũng đâu có muộn. Vẫn điềm đạm, nhưng lời lẽ của Bá Thảo ông có phần cứng rắn. Nhưng họ Hàng này không muốn thấy điều khiếm nhã ấy. Thiết Phiến Bang chủ không nói một lời, nhích lên một bước, chộp tay vào cổ tay Bá Thảo ông bằng một thế nhanh như chớp. Nhưng nhanh hơn một khắc, một bàn tay khác đã chụp chồng lên mạch môn của Thiết Phiến Bang chủ nhanh đến mức làm qua mắt mọi người. Bị cái chụp bất ngờ này, Thiết Phiến Bang chủ hốt hoảng gạt mạnh cánh tay xuống, đồng thời chiếc quạt sắt phạt ngang bằng một chiêu cực kỳ thần tốc. Nhưng thật là vừa dặn, một luồng chấn lực nghe nhẹ như gió thoảng, mà khi chạm vào cái quạt sắt lại nặng như vách núi đổ nghiêng, đẩy chiếc thân cao lớn của Thiết Phiến Bang chủ dội ngược ra sau 8 thước.
Mọi người kịp nhìn nhận kẻ ra tay để đánh lùi Thiết Phiến Bang chủ không phải ai xa lạ, chính là Hàng Lệ Mỹ. Quý Bằng và U Minh Chức Nữ trố mắt sững sờ, vì không ai ngờ rằng thiếu nữ xấu xí kia lại có thủ pháp nhanh và mạnh đến như thế. Là một con người danh vọng giang hồ, thình lình bị một cô bé đánh lui. Thiết Phiến Bang chủ sạm cả mặt, hồ học đánh luôn một hơi 18 quạt. Gió cuốn theo ồ ồ như một trận cuồng phong. Giữa bóng quạt trùng trùng, Hàng Lệ Mỹ uốn lượn mình như một con bướm vườn hoa, thoát khỏi vòng khống chế trong tiếng cười khinh khỉnh. Thất Tuyệt chân nhân rúng động vì võ công của Bá Thảo ông, thì ai cũng biết bất quá cũng chỉ ngang hàng với Thiết Phiến Bang chủ, thế mà lại có một người con gái võ công kinh người đến như thế. Chính Bá Thảo ông cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Và vì không muốn gây chuyện lớn nên vội vàng bước lên chặn con của mình lại. Vốn đã hơi ngang ngán, Thiết Phiến Bang chủ cũng vội thu chiêu, rồi cất giọng cười khỏa lấp. Tướng giỏi thì binh không bao giờ yếu, lệnh ái võ công quả là phi phạm. Bá Thảo ông cũng cười ha hả. Con A đầu ấy không biết đất rộng trời cao, dám múa rìu qua mắt thợ. Riêng U Minh Chức Nữ và Quy Bằng thoạt tiên định ra tay can thiệp, nhưng khi thấy Hàng Lệ Mỹ không biết được võ công của nàng xuất tự môn phái nào, là một kẻ luôn biết nương theo chiều gió, Thất Tuyệt chân nhân thấy chuyện khó đành bèn nói một câu giả lạ. Hàng huynh nhất định không lưu nhau một chút tình nào sau. Bá Thảo ông nghiêm sắc mặt nói, thật tình đã có người mượn trước rồi. Dân đã thế chúng ta xin từ giả vậy, thật là đáng tiếc. Và không có đường xa của các vị làm cho lão phu ái nái vô cùng. Thiết Phiến Bang chủ cười nhạt. Đa tạ thịnh tình của tôn huynh, chúng ta xin ghi nhớ. Bá Thảo ông điềm đạm mỉm cười nhạt. Lão phu hành sự từ xưa đến nay rất là minh bạch. Thẳng như có ai muốn gây chuyện lôi thôi, thì đó là một điểm ngoài ý muốn. Thiết Phiến Bang chủ và Thất Tuyệt chân nhân hơi bẻ mặt bỏ đi luôn một nước. Nhìn theo bóng của họ, Bá Thảo ông khẽ thở dài. Có lẽ Trường Thanh Cốc từ đây về sau không còn yên ổn được nữa. Quy Bằng vội hỏi, lão tiền bối có biết họ có ý mượn tị độc để dùng vào chuyện chi không? Bá Thảo ông ngạc nhiên hỏi lại, thế thần bí khách không có nói qua với thiếu hiệp sao? Giáng sinh thật tình chưa được biết. Cho đến cái viên ngọc đó cũng chỉ mới nghe Kim Đà Tăng nói bữa hôm đó thôi. Thiếu hiệp đã gặp Kim Đà Tăng? Dân, hôm qua người ấy bị dây công, lúc đó giảng sinh có mặt nơi đó. Bá Thảo ông hỏi dồn, không biết có phải thật là hắn có địa đồ của Quỷ Lăng chăng? Ông Minh Chức Nữ chưa kịp ra dấu cản thì Quy Bằng đã nói, có phải địa đồ ghi trên thanh trúc ấy không? Chính nó đó, đã bị họ đoạt lại rồi chứ. Quy Bằng đáp liền nói, người của Thiềm Cung đã đoạt được một cái giả, còn cái thật thì U Minh Chức Nữ hái mắt trận lời. Công tử thật lạ, làm sao mình biết cái nào giả cái nào thật được chứ? Chợt biết ra khi thấy thái độ của hai người, Bá Thảo ông mím miệng thở dài. Địa đồ Quỷ Lăng là một vật bất thường, ngót trăm năm nay không biết bao nhiêu người đã bị chết vì nó. Quy Bằng hỏi lại, nhưng cái gọi Quỷ Lăng đó vốn ở nơi nào, lão tiền bối có biết không? Thật ra Quỷ Lăng cũng chỉ là một vùng đặc mồ mã như bao nhiêu nghĩa địa khác, chứ có khác là gì đâu. Nhưng sau này đột nhiên có tin đồn rằng 200 năm về trước có một bậc võ thánh niên hiệu là Hàm Hư Chân Nhân liễu đạo ở nơi đó, cho nên làm cho nhân vật võ lâm chú ý. Nhưng nó có quan hệ gì với địa đồ ở trên thẻ trúc? Quan hệ lắm chứ. Bởi vì nơi Quỷ Lăng cơ quan bố trí dày đặc, nhiều cái bẫy cực kỳ nguy hiểm. Tương truyền rằng đó là lăng mộ của Tào Tháo. Thêm vào đó là một nơi bùn lầy nước động, quanh năm khí đất bốc lên mù mịt. Ai không cẩn thận đi vào đó kể như không còn sống sót trở ra. Từ trước đến nay không biết bao nhiêu người đã bỏ xương ở trong ấy. Ngừng lời lại giây lát, Bá Thảo ông nói tiếp. Nghe nói rằng hồi đó, vì chút hiếu kỳ và nhờ võ công quán thế, Hàm Hư Chân Nhân đã được Quỷ Lăng một cách an toàn. Sau khi vào được trong đó, cảm thấy nơi đó hợp cho mình,
Hàm Hư chân nhân bèn chọn một chỗ trong đó để làm nơi nhập định cuối cùng, đồng thời khắc đường đi nước bước trên thẻ trúc để tặng lại cho đời sau. Nghe xong câu chuyện, Quy Bằng điềm đạm mỉm cười. Cứ như thế thì đâu có gì đáng để cho thiên hạ phải liều lĩnh đi vào nơi ấy.